Xin chào mọi người, thì trước khi vào với clip của mình á, các bạn hãy bỏ ra vài giây để giúp đỡ cho Kid. Một like nè, một comment bên dưới và bật chuông thông báo nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nè. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Mr. Kid TV nè. Thì các bạn ơi, hôm nay đó Kid sẽ làm một video để hướng dẫn cho các bạn cái cách bắn những cái khẩu súng mà phải nói là yếu nhất game nha. Nhưng mà các bạn xem xong video này, những khẩu súng đó không còn yếu nhất game đâu mọi người ạ. Bởi vì các bạn chỉ cần là trong vòng một nốt nhạc thôi, các bạn sẽ có một kill với những khẩu súng này liền. Thì những khẩu súng mà Kid nói đây là những khẩu súng lục như là G18 nè, USB nè, M500 nè, hay là khẩu Desert Eagle đó mọi người. Thì phải nói là những khẩu súng này là những khẩu súng mà bị người chơi ghẻ lạnh nhất game mình luôn. Thì do là họ nói chung là họ không biết bắn thôi. Thì nếu mà mình biết kéo tâm đó thì những khẩu súng này rất là mạnh nha mọi người. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình theo dõi clip này để xem là cách bắn như thế nào nha. Thì có một số bạn hỏi Kid là sao mấy ngày nay Kid lười ra video quá vậy. Hôm qua Kid không ra video nè. Thì do là Kid đi làm thêm đó mọi người. 8 tháng 3 mà mình đi làm thêm mình kiếm tiền. Thì Kid đang tính một cái laptop mới mọi người. Nhưng mà bây giờ mình chưa có đủ tiền để mình mua. Cái laptop của mình cũ mình bây giờ mình edit video cho các bạn xem đó, nó chậm, nó cũ quá và nó hư lên hay xuống quá à. Nên là chắc mình phải mua một cái laptop mới để mà mình edit video cho nó nhanh hơn nè, và làm video cho các bạn xem nó hay hơn, nó dễ hơn nha. Thì chắc là nếu mà vài ngày tới đó mà Kid có ra video ít thì mong các bạn thông cảm cho Kid nha mọi người. Thì thật sự thì mình có tiền mình mua được laptop mới đó, thì lúc đó mình làm video nó mới hay hơn được đúng không? Thì chắc là có nhiều bạn sẽ nói Kid là YouTuber khác người ta có PC khủng nè, rồi có máy tính màn hình khủng nè ha, rồi live stream các kiểu còn là điểu luôn nè ha. Các bạn xem nó đã hơn nè, ai như mình ăn YouTuber mà nghèo thấy sợ, nghèo như con mèo mà. Nói chung là mình có laptop mình xài mình edit là may lắm rồi các bạn, nên là các bạn đừng có chê mình nha. Rồi thì nãy giờ các bạn xem mình bắn, các bạn thấy có vấn đề gì không? Ở đây mình đang đấu răng nha mọi người, đấu răng nha, đấu răng đàng hoàng nha, chứ không phải là đấu thường đâu. Mà không hiểu sao có man boss nó cứ lãng vãng bên mình hoài à. Mình thấy là hơi khó hiểu nha, mùa này nha mình ghép răng mình rất là dễ gặp boss luôn. Thường thường á là boss xưa giờ boss chỉ có trong đấu thường thôi, mà đấu răng á thì chỉ có người thôi nha mọi người, không có boss. Nhưng mà không hiểu sao mùa này mình ghép rất là dễ gặp boss luôn. Thì không biết là do bên server của mình á, Indo của mình nè, thì nó như vậy hay là những server khác có bị không mọi người. Thì các bạn chơi Việt Nam á, các bạn có hay gặp boss như mình như vậy không? Đấu răng á nha. À đúng rồi, nhiều bạn có hỏi mình là về cách bắn mà đứng ngồi các bạn. Đứng ngồi mà không bị nhả đạn nè. Vừa bắn vừa đứng ngồi mà không bị nhả đạn. Và cái thứ hai nữa là vừa bắn vừa nhảy mà không bị nhả đạn đó mọi người. Thì làm như thế nào? Các bạn thấy là mình làm mấy clip trước á, mình bắn được á. Thì các bạn hỏi mình làm sao hay vậy. Thì nói chung là cái này nó cũng dễ thôi mọi người, nó không gì khó đâu. Thì chắc là mình sẽ làm một clip khác để mà hướng dẫn cho các bạn cụ thể về cái này nha. Thì trong clip ngày hôm nay đó, Kid chỉ tập trung vào hai này chính thôi. Là một á, là chỉ cho các bạn cái cách để mà bắn được những khẩu súng yếu nhất game nè, như là khẩu súng lục G18 nè, rồi M500, rồi Desert Eagle và USB á. Thì trong trường hợp là các bạn nhảy xuống đi, các bạn đáp dù xuống đi, mà các bạn không nhặt được những khẩu súng ngon như là M40 nè, hay là shotgun M1014, hay là M1887, hay là Ska AK gì đó, thì các bạn nhặt được những khẩu súng lục như vậy á, thì các bạn vẫn tự tin bắn được và xử lý tốt được tình huống nha. Ui, trận này boss không mọi người á, toàn là boss mà. Hồi nãy mình vô trận mình ghép phòng chợ thì mình thấy là trong sảnh toàn là boss mà. Mà nếu mà leo răng nha, leo răng mà kiểu này chắc là mình leo tầm một ngày, chưa đến một ngày là lên huyền thoại các bạn ơi. Thề luôn á, toàn là boss mà. Cứ thấy nha, thường là các bạn mới vừa chơi đó, thường là các bạn sẽ bỏ qua những khẩu súng phụ, nhưng mà nó là rất là cần thiết đối với những pro player nha. Thì Kid thì không bao giờ Kid bỏ qua những khẩu súng phụ đâu. Cái khẩu súng mà Kid hay dùng nhất là cái khẩu súng shotgun mini M1873 đó mọi người. Thì khẩu súng bắn 2 viên đó. Thường thì Kid sẽ bắn là M40 nè, và một cái khẩu súng trường. Nên là khi mà vào nhà đó mọi người, mình công nhà rồi đó, thì có shotgun nó vẫn hay hơn. Nên là mình sẽ trang bị thêm một khẩu súng phụ nữa là shotgun mini 1873 nha. Đối với những người chơi kéo tâm mọi người, thì hầu như là khẩu súng nào cũng mạnh như nhau cả.
Bởi vì các bạn chỉ việc là kéo vào đầu vài viên thôi là mình có một kill rồi. Có súng nào thì mình bắn súng đó thôi mọi người, đâu cần phải đòi hỏi nhiều đâu đúng không? Ừ đúng rồi, cái vấn đề thứ hai mà mình muốn giúp cho các bạn đó là các bạn nào mà gặp tình trạng mình kéo tâm bị quá đầu á, cái tâm vẫn còn ghìm ngay đầu này, nhưng mà khi mình bắn á thì cái đạn nó bị vụt ra khỏi đầu nè, hoặc nó không dính vào người luôn. Thì ok, mình hứa với các bạn là các bạn xem hết video của mình á sẽ sửa được cái lỗi này nha. Và chẳng những là mình kéo không bị quá đầu nữa mà mình kéo còn bắt phát bắt trúng luôn nha mọi người, chắc chắn luôn, hứa luôn á. Thì nói chung là Kiết sẽ tập trung vào hai vấn đề này trước nha, còn cái chuyện mà nhảy bắn rồi bắn không nha đạn á thì mình sẽ làm một clip sau nha mọi người. Một clip mà làm nhiều quá, chỉ nhiều quá nó không hiệu quả đâu. Các bạn xem dễ bị tàu quá ma như phim Hồng Kông lắm. Bất công là nhiều bạn lại bán vốn tôi là ông Kiết này, ông chỉ tùm lum tùm la nè, ông chỉ tự lừa hùng mít làm các bạn xem chóng mặt xỉu rồi vô bệnh viện tội nghiệp ấy. Do là cái trận hồi nãy đó mọi người thì bot nhiều quá, với lại mình không có tìm được mấy khẩu súng lục để mà làm minh họa cho mọi người xem đó, nên là mình đã cắt highlight ra để cho các bạn xem dễ hiểu hơn nha. Rồi thì đầu tiên các bạn chỉnh cho mình độ dày xung quanh á, các bạn để cho mình là ít nhất là 80 nha, hoặc là các bạn chỉnh như là cái video trước Kiết chỉ cho mọi người cũng được. Các bạn nào mà dùng Android á, thì mình lấy bản đồ nhạy của Android, còn dùng iPhone á, thì mình lấy bản đồ nhạy của iOS nhé. Chứ đừng có là lấy ROM này cắm cầm bà kia là kỳ lắm luôn nha. Khẩu súng M500 với lại khẩu súng Desert Eagle đó mọi người là những khẩu súng bắn một viên nha. Còn G18 và súng USB là súng bắn liên thanh nha mọi người. Desert Eagle cũng là liên thanh luôn, nhưng mà do là tốc độ bắn của nó chậm á, nên là cái cách mình kéo tâm á, nó sẽ giống như những khẩu súng một viên nha. Có một cái điều mà Kiết thấy rất là quan trọng nè mọi người, là các bạn khi mà bắn á, các bạn phải hiểu được cái khẩu súng mình đang cầm á, cái đam nó như thế nào nha. Có nghĩa là mình bắn vô đầu mấy viên á, thì mình có một kill. Mình ví dụ như là các bạn bắn mà 500 đi, thường thì không có mũ á, thì một viên là một kill. Còn nếu mà có mũ á, thì hai viên một kill. Còn cái khẩu Desert Eagle thì sao? Cái khẩu này nha, mình phải nói là cái đam nó to lắm rồi, to chà bá luôn á, chà bá lửa luôn á. Nên là dù có mũ hay không có mũ gì đó thì mình chỉ cần một viên vô đầu thôi là có một kill nha. Còn cái khẩu G18 và USB á, thì đam của nó bé xíu à, nên là phải cần 4-5 viên lận. Nhưng mà bù lại hai khẩu này đó thì mình dễ kéo tâm hơn nha. Thì đấy, khi mà các bạn hiểu được chỉ số đam của từng khẩu súng mình đang cầm rồi đó, thì mình bắn sẽ tự tin hơn rất là nhiều luôn. Và bắn không bị cuốn tay nè. Các bạn chỉ việc nghĩ là mình cho nó hai viên vô đầu thôi á, thì mình có một kill rồi, đâu có gì phải sợ đúng không? Chỉ việc là chỉnh tâm xong rồi mình đẩy tâm nhẹ thôi, thì vô đầu 1-2 viên là thấy là xong rồi đúng không? Điều quan trọng nhất vẫn là tâm súng nha mọi người. Các bạn phải giữ được bình tĩnh trước nè, rồi mình đặt cái tâm vào thân. Chỉ việc là mình đẩy lúc bắn nhanh lên là để cho tâm súng á, nó kéo lên đầu là nó sẽ headshot được ngay mà. Nhưng mà lưu ý á, là mình phải đặt cái tâm từ thân trở lên nha. Ông nào mà đặt cái tâm mà từ thân trở xuống á, là mấy ông kéo trúng cái con khác đáng chịu đó nha. Lúc đó kéo lên không lên đầu là đâu thường, Kiết này chỉ bậy đi. Ok, bây giờ mình quay trở lại với khẩu súng mà 500 và Desert Eagle nha mọi người. Cũng như là hai khẩu này cũng giống như là những khẩu súng một viên khác, thì cách mình kéo giống như là kéo shotgun đó mọi người, kéo one shot shotgun á. Thì bạn nào mà chưa xem cái video đó của mình á thì có thể vào kênh của Kiết để mà xem lại nhá. Bởi vì khi mà các bạn kéo tâm được shotgun rồi thì mình kéo tâm những khẩu này rất là dễ luôn. Các bạn kéo là không kéo từ từ nha, không kéo từ từ chậm chậm giống như kiểu mà cưỡi ngựa xem hoa đâu, mà mình phải kéo nhanh và dứt khoát lên. Thì mình kéo đến cái điểm headshot nha mọi người. Điểm headshot là điểm mà Kiết chấm ở trên điện thoại nè. Cái vị trí điểm headshot của mình á thì nó thay đổi theo vị trí của tâm súng nha mọi người. Các bạn đặt tâm á, càng thấp thì cái điểm headshot này nó càng cao, thì lúc đó mình càng khó kéo nè. Còn tâm mà đặt càng cao thì cái điểm headshot này càng thấp và mình kéo càng dễ hơn nha. Rồi ok, bây giờ mình chuyển sang hai khẩu súng là G18 và USB nha mọi người. Thì hai khẩu súng này là hai khẩu súng liên thanh, và khẩu G18 thì nó sẽ dễ kéo hơn do là tốc độ bắn của nó nhanh hơn nè. Còn về cách kéo thì vẫn là kéo nhanh đến điểm headshot nha mọi người, nhưng mà kéo chậm hơn cái khẩu súng một viên một chút xíu. Và khi mà các bạn kéo đúng thì thường là những viên đầu tiên mình sẽ headshot luôn, còn nếu mà kéo sai thì đến viên thứ 5, thứ 6 gì đó thì mới trúng đầu nha. Các bạn ơi, thì đối với lại các khẩu súng á, thì khi kéo tâm mình có một nguyên tắc nha, là khi mà các bạn kéo đến viên thứ 3, 4 mà không lên á, thì mình cần thả lúc bắn ra ngay và mình kéo lại lần thứ 2 nha. Thì khi mà các bạn kéo lần thứ 2 á, thì nó sẽ headshot đỡ viên thứ nhất, thứ 2 luôn. Thì kỹ thuật này mình gọi là kỹ thuật nhấp nhạn kéo tâm nha, chứ không phải là mình cứ kéo không lên thì mình sẽ đè lúc bắn hoài và mình kéo thì sẽ lên đâu. Mình phải nhấp nhả nhịp nhàng thì mới lên được nha. Rồi ok, bây giờ kết chuyện sang vấn đề thứ hai nha mọi người, là cái việc mà mình kéo tâm bị quá đầu á. Các bạn xem cho mình đoạn clip ở đây nè, là đoạn clip mà Kiết kéo tâm bị quá đầu. Thì các bạn thấy là cái viên thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó mình kéo bị vọt đầu luôn, đến viên thứ tư thì mới headshot được. Thì ở trong cái tình huống này đó, mình có hai cái nguyên nhân, là một á, là mình kéo quá nhanh nè, cái thứ hai là do mình đeo độ nhạy xung quanh quá cao. Thì cách khắc phục nhanh nhất, dễ nhất, gọn gàng nhất là mình giảm cái nhìn xung quanh xuống nha mọi người. Giảm nhìn xung quanh xuống khoảng tầm 4 đơn vị rồi mình kéo lại. Nếu mà mình kéo lại vẫn còn bị á, thì mình tiếp tục giảm xuống 4 đơn vị nha.
thì Kít nghĩ là các bạn giảm tầm 2 lần, maximum 2 lần là mình sẽ ổn như người sai chuẩn lại thôi. Và đối với Kít thì Kít để là maximum 100 luôn, và khi mình kéo như vậy thì mình sẽ giảm lực kéo mình lại là ok nha. Ok, thì nói chung là video ngày hôm nay của Kít như vậy thôi nha mọi người. Và nếu mà các bạn thích video của mình thì hãy ủng hộ cho Kít một like nè, một comment bên dưới và một cái share nữa nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nè. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nè. Bye bye.